Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip thực hiện ước mơ bao nhiêu năm của mình. Xưa giờ mình đi làm xa, ở trên đó không có quay được. Nay về quê nè. Bạn thấy không? Cảnh vật hữu tình ghê không? Đó. Đây là quê mình nha. Bây giờ mình đang cũng như là đang cách ly tại nhà nên mình không có cái làm cái gì được. Nên bây giờ mình sẽ quay một cái clip món ăn. Món ăn này mình quay hồi xưa. Món này mình ăn là nhớ cách đây cũng lâu lắm rồi đó. Các bạn biết hột vịt nướng không? Món ăn này mình ăn lâu lâu lắm rồi. Bây giờ lâu lắm mình không ăn lại. Bây giờ mình sẽ đi nướng. Các bạn cùng theo chân mình nha. Xem mình nướng sao nha. Nhưng mà mình nướng chắc cũng không ngon đâu nha, các bạn coi thì cũng thông cảm cho mình. Clip này clip đầu tiên của mình á. Giờ mình đi thôi. Đây là phần chuẩn bị nguyên vật liệu thì mình đã chuẩn bị xong rồi nè. Có trứng vịt nè, điểm hai lá môn hay lá gì cũng được. Đây là một ít gom để họ mình nướng. Giờ mình sẽ vô bước chuẩn bị đằng nướng. Đầu tiên thì mình phải đem trứng vịt này mình đi đem chiến dịch này đi nắng sình vô mình cho nó đừng có bị bể. Rồi đi theo tôi kiếm sình. Bây giờ mình sẽ nắng đất vô. Trước khi nắng đất mình phải gõ hộp dịch cho nó bể xíu xíu chứ. Cho nó bể, cho nó mềm mềm nhỏ ra. Nhẹ nhẹ ra nghe đập bự là nó bể luôn trong á. Kiếm gì đập cái này. Đá. Đây, thành quả được đặc viên. Nè, thì cũng được chứ bộ. Đây là thành quả nãy giờ. Mình nhà mình nặng đây. Hai viên.
Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi đem nướng. Giờ mình sẽ để ở đây mình nướng. Lấy gơm mình đắp lên. Đun đây. Ít thôi. Chùm lên. Rồi mình sẽ đốt lửa lên nha. Lửa cháy rồi đó. Mình sẽ ngồi đợi. Sau thời gian chờ nãy giờ thì mình tiếp tục chờ đó mọi người. Đây là cái này là mình đã nướng xong, bây giờ mình đợi một xíu nữa cho than làm chín. Đó, thành quả của mình nè. Ơi đốt xong nãy giờ. Giờ tới bước quan trọng nha mọi người, mình sẽ lại đó mình khui cái đống đó ra. Đi thôi. Đây nè mọi người, hai cái nãy tôi thằng nè, nó thành quả nè, khô đất hết rồi, không biết chín hay không nữa. Nóng á, nóng á. Bây giờ mình sẽ đem lại gần nhà mình ăn nha, ngay đó đó. Đây. Nắng quá. Cơm ăn Khánh ơi. Cơm. Cơm hay làm tiếp, bụng 9 giờ rồi. 9 giờ. Không biết nữa. Đây, thành quả đây. Giờ mình sẽ bóc vỏ thử chín không nha. Rồi bây giờ mình sẽ khui trứng này trước. Để coi nha. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Chín hay không nữa. Ủa mình thấy nó đổi màu rồi nè. Khui các bạn coi nè, thấy không? Trong nè. Nó đổi màu rồi đó. Ăn này hơi dơ nhưng mà vui. Đây. Nóng quá, nóng quá. Nóng quá, nóng quá. Nóng quá mọi người à. Mình để cái lá ổi mình chùm lên nè. Nóng quá, nóng quá. Em thử đi. Giống hồi nướng rồi.
Tôi đang cầm cùi bóc từng cái lớp vỏ, tại hồi nãy đập nó dễ nhuyễn hết rồi, giờ khó bóc lắm. Nè thấy không, cái nhìn vậy thôi hơi dơ dơ xíu thì chứ ăn ngon lắm á, mời các bạn ăn với mình nha. Trong đỏ hồng luôn nè, đã quá. Rồi ngon lắm á mọi người, mấy mình ăn lâu lắm giờ ăn lại vẫn ngon. Nó có thơm, vừa thơm cái mùi của gom nè, không có hơi sình đâu, thơm mùi gom lắm luôn á. Để mình đốt mình gom mình nướng nè, thơm cực kỳ. Trời ơi đã lắm kìa. Thấy không, đồng đỏ trong nè, ngon lắm, như là trứng ốp lai á, còn ngon hơn nhiều, thơm hơn nhiều. Hey, bây giờ đến đây của mình là hết hết rồi nghe mấy bạn. Nếu mấy bạn thấy hay thì hãy nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi mình ra những video mới nha. Rồi bye, mong mọi người ủng hộ nhiều.